Thật ra đây là lần đầu chơi con xe này mọi người nhé. Đó, và đây là một cái mẫu xe kiểu dáng đi chậm đấy nhá. Ok, đó, lần đầu cũng thế thôi đúng không mọi người? Ai rất là bơm nữa đó. Thì cháu chưa đi quen cháp ấy thì sẽ để cháp xuống dưới này. Vâng. Xin chào mọi người. Và Minh Nhật thì vừa ráp xong con Vinbot CX5 cho một bạn trẻ. Và cái mẫu xe này thì thực sự đó là cái dòng xe quốc dân đó, và cái doanh số bán này thì rất là khủng khiếp luôn mọi người ạ. Đó, và cái mẫu CX5 thì đây là một cái mẫu xe như Minh Nhật đánh giá là rất là phù hợp cho những bạn trẻ mà mới tham gia cái môn xe đạp phía kia này. Bởi nhất là về phần giá cả thì nó rất là hợp lý. Thứ hai thì con này cấu hình rất là ổn trong cái tầm giá. Đấy, chúng ta được một bộ xích hạt đậu này, đấy, bộ đĩa 46T nhôm, và cái quan trọng là ở đây thì chúng ta có một cặp vành bằng nhôm và Mayer thì của hãng Legend rồi, bằng đạn rất là trớn. Đấy, nếu như các bạn mới chơi tham gia cái môn phi kia này thì như bạn trẻ ở đây thì đây là cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với bạn trẻ một chút nhé. Hello cháu. Cháu có thể giới thiệu cho các bạn biết là về bản thân mình không? Cháu học lớp 8 ạ, trường Lê Hồng Phong ạ. À, Lê Hồng Phong, có tên là gì nhỉ? Có tên là Giang. Giang Vâng. à? À, Giang nay là mới lấy con xe này đúng không? Vâng. Trước đó thì Giang đã có những thao tác skip đi xe này chưa? Con xe của bạn bè đi chưa? Chưa. À, chưa đúng không? Đó, đây là lần đầu nhé bạn Giang đã đến Minh Nhật và chọn cái mẫu này. Thì Minh Nhật cũng đã tư vấn thì bạn đã quyết định lấy cái mẫu này rất là phù hợp nhé. Ok, bạn Giang có thể chạy thử một tí không? Vâng. Ok, mọi người, bạn Giang đây là lần đầu chơi con xe này mọi người nhé. Đó, và đây là một cái mẫu xe kiểu dáng đi chậm đấy nhá. Ok, đó, lần đầu cũng thế thôi đúng không mọi người? Ai rất là bơm nữa đó. Thì cháu chưa đi quen cháp ấy thì sẽ để cháp xuống dưới này. Vâng. Đó. Từ từ thôi. Đấy, quanh cho nó quen quen xe. Đó, và chắc chắn là sẽ một ít ít bữa nữa thì bạn ấy đi quen xe thì Minh Nhật khi mà quay lại ấy thì Minh Nhật sẽ cùng giao lưu với bạn trẻ xem là cái độ tiến bộ của bạn đến đâu mọi người nhé. Đó là bạn Giang. Thank you Giang rất là nhiều. Xin chào. Xin chào mọi người. Hello. Rồi.